Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video của mình ngày hôm nay. Chủ đề của video ngày hôm nay là một cái chủ đề khá là nhạy cảm nhưng mà lại được rất là nhiều các bạn quan tâm. Đó chính là chủ đề về xử lý thâm cơ thể. Thâm cơ thể thì sẽ gồm có những cái gì? Thứ nhất, thâm nách. Thứ hai đó là thâm đầu gối này, những cái cùi chỏ. Tiếp theo đó là ở những cái vùng ví dụ như là khớp, những cái ngón tay và ở cái phần mắt cá chân. Đây là những cái khu vực mà nó cực kỳ dễ chai sần và cực kỳ dễ thâm. Về cơ bản đây là những cái khu vực mà trà sáp nhiều này, bên cạnh đó nó sẽ ma sát nhiều vào quần áo các kiểu. Và ngoài ra thì bản chất những cái khu vực này thì cái da của nó đã dày rồi ấy, và lại cực kỳ dễ bị tăng sắc tố nữa. Nên đây sẽ là một video dành cho mọi người. Nếu như mọi người đang tìm kiếm cái cách mà xóa thâm với những cái vùng như thế này thì đây sẽ là video mình dành riêng cho các bạn. Lý do vì sao mình lại hí hửng để chia sẻ cho mọi người, bởi vì thực sự đây là những cái điều mà rất là hiệu quả. Mình không ngờ nó hiệu quả như vậy luôn. Thì mình sẽ để ảnh trước và sau khi mình sử dụng để cho mọi người thấy, để một phần nào chứng tỏ được là cái cách này nó khá là hiệu quả với mình nhá. Còn đối với các bạn thì có lẽ là khoảng tầm 60-70% là nó sẽ đáp ứng được. Còn 20-30% còn lại thì có lẽ là nó sẽ tùy thuộc vào cơ địa cũng như là cái mức độ đáp ứng khác nhau và thời gian đáp ứng khác nhau nữa. Và một phần nữa là mình muốn mọi người có thêm niềm tin để có thể áp dụng cái cách làm thế nào để xóa những cái thâm, những cái vùng này, để khi mọi người mặc quần áo vào thì nó sẽ tự tin hơn và nó sẽ xinh đẹp hơn. Nói chung là ai thì cũng thâm thôi, nhưng mà chẳng qua là nếu như mà thâm quá thì nó hơi mất thẩm mỹ. Ok, đầu tiên thì mọi người cứ tắm rửa sạch sẽ giống như bình thường nhá. Cái bước này thì mình không có recommend gì cả, mọi người cứ dùng sữa tắm hay là xà bông nào tùy mọi người. Tuy nhiên thì cái mấu chốt ở đây đó là cái phần mà mọi người ủ để những cái vùng này nó trắng lên ấy. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái hỗn hợp ủ mà nó góp phần rất là lớn đối với cái công cuộc mà làm sáng da ở những cái vùng tối màu của mình. Thứ nhất không thể thiếu đó chính là niacinamide bột kết hợp với cả là kem dưỡng sáng da nâng tông. Cái này thì mọi người cứ dùng kem dưỡng sáng da nóng cũng được, miễn là cái kem dưỡng mà cái thành phần chủ yếu một là B5, hai là vitamin C, ba là B3 nhá. Đây là những cái thành phần mà khi mọi người kết hợp với hoạt chất niacinamide trong cái hỗn hợp ủ ấy, nó không gây ra cái hiện tượng nó là biến chất thành niacin hay là gây ra cái tình trạng kích ứng của mọi người. Bởi vì nó thật là mỹ phẩm nó cũng giống như một bộ môn hóa học rất phức tạp, nếu như mọi người kết hợp không đúng ấy thì cực kỳ dễ gây ra phản ứng hóa học và gây ra hiện tượng kích ứng nha. Hỗn hợp ủ như sau. Đây là cái hỗn hợp ủ áp dụng cho hai cái cùi chỏ tay và hai cái mắt cá chân, hai cái đầu gối chân và những cái vùng khớp tay để cho mọi người có thể áp dụng. Đầu tiên nhá, mọi người sẽ lấy cho mình 3 muỗng bột niacinamide, nó sẽ có một cái thìa đong thì mọi người sẽ đong thành 3 muỗng nha. Sau đó thì mọi người sẽ băm ra là 5 băm cái kem dưỡng lotion này. Nói chung là nếu như mọi người có cái dòng của Amy thì tốt, còn như mình nói mọi người dùng cái khác vẫn vô tư nha. Sau đó mọi người sẽ trộn đều và mọi người sẽ ủ trên những cái vùng này. Nếu như mọi người có một cái bao ni lông hoặc là cái bọc thực phẩm ấy, mọi người bọc vào cho nó gọn gàng, nó đỡ bị nhem nước dính dớp ấy thì nó sẽ càng tốt. Và mọi người sẽ ủ khoảng tầm từ 20 cho đến 30 phút. Những cái vùng da dày này thì mọi người chịu khó là nó sẽ ủ lâu một chút nha. Còn đối với cái vùng nách, thì mọi người cũng sử dụng hỗn hợp ủ, tuy nhiên thì mình sẽ giảm cái nồng độ bột niacinamide xuống. Mọi người chỉ nên ủ khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thôi nhé. Và ở cái vùng này thì mọi người nên bọc với cái màng bọc thực phẩm. Như thế thì nó sẽ tăng cái độ nhiệt độ ấy và nó sẽ tăng cái quá trình hấp thụ vào da hơn. Tuy nhiên thì đối với các bạn da mỏng ấy, da dễ kích ứng thì mọi người nên test trước ở một cái góc ngoài cái vùng nách này nhá. Còn nếu như mọi người có hiện tượng đỏ hoặc châm chích ấy thì mọi người có thể là giảm cái liều lượng niacinamide xuống còn một nửa thôi, khoảng tầm nửa muỗng thôi, và mọi người sẽ thử lại. Còn nếu như mà nửa muỗng mọi người vẫn cảm thấy là nó rát và nó châm chích ấy, thì mọi người có thể thay thế bột niacinamide sang dòng bột của vitamin C, nó cũng được, nhưng mà cái nồng độ thấp thôi, bởi vì cái vùng da này khác với những cái vùng da dày trên cơ thể như là cùi chỏ hay là những cái phần khớp ấy, thì mọi người nên tiết chế lại để không gây ra cái hiện tượng kích ứng nha. Và sau đó thì mọi người vẫn dưỡng da như bình thường thôi, dùng dưỡng lotion body như thế nào thì dùng dưỡng những cái vùng thâm như thế. Trong cái giai đoạn này thì mọi người hạn chế mặc những cái bộ đồ quá chật và quá là cọ sát. Còn đối với những cái vùng tay chân thì mọi người hạn chế gọi là rửa với xà phòng kiểu rửa bát hay gì đó, mọi người nhớ là đeo bao tay vào. Còn chân thì những cái dép quai mà nó cọ sát vào ở cái vần mắt cá chân ấy thì mọi người khoan đã sử dụng trong cái thời gian này nha. Và đối với cái hỗn hợp ủ này thì cái tần suất tối ưu nhất đó là 2 lần trên một tuần nha mọi người ơi.
Còn một lần trên một tuần thì mọi người hãy áp dụng cái hỗn hợp ủ sau. Đó là mọi người hãy sử dụng Vaseline nha mọi người. Cái loại mà Vaseline dạng hũ. Hũ ấy mọi người ạ, mọi người nhỏ cho mình vào. Ví dụ như là một cái hỗn hợp để mọi người ủ cả phần đầu gối này, phần cùi chỏ và những cái phần khớp mắt cá chân mắt cá tay nhá. Thì mọi người hãy ủ là khoảng tầm 3 muỗng Vaseline kết hợp với cả là 4 cái pump peel da của dòng The Ordinary ấy. Còn nếu mà da bạn nào mà mỏng nhạy cảm thì mọi người có thể dùng sang cái peel mà mình đã chia sẻ cho mọi người là peel của Nasifix. Nó vẫn ok nhá, chẳng qua là cái hiệu quả của nó sẽ lâu hơn thôi. Và mọi người sẽ trộn đều như thế. Sau đó thì mọi người vẫn ủ trên da, nhưng cái hỗn hợp ủ này mọi người chỉ được ủ trong tầm từ 7 cho đến 10 phút ở những cái vùng như là vùng tay này và cái vùng cùi chỏ. Còn đầu gối thì mọi người có thể ủ lâu hơn một chút, nhưng một chút khoảng tầm 1-2 phút thôi. Đó, sau đó thì mọi người vẫn rửa đi nha mọi người. Và đối với Vaseline, mọi người muốn rửa sạch thì phải sử dụng với xà phòng nha. Còn đối với vùng nách nha, tuyệt đối không sử dụng hỗn hợp peel nha mọi người. Mọi người chỉ ủ với cái hỗn hợp lotion và bột niacinamide như mình chia sẻ thôi, và với tần suất là 2 lần trên một tuần nha. Và mọi người cứ kiên trì như thế thì sau khoảng tầm 1 tháng, 1.5 tháng thôi thì mọi người sẽ thấy là những cái vùng da đấy nó sáng lên, kiểu nó bật tông lên luôn á. Còn tuy nhiên đối với các bạn nào mà có sắc tố da quá đậm ở những cái vùng như cùi chỏ hoặc đầu gối ấy, thì mọi người cần phải kiên trì hơn một chút xíu nữa. Và đó là tất cả những cái gì mình đã áp dụng để xóa thâm những cái khu vực nhạy cảm, những cái khu vực mà mình muốn nó sáng lên để khi mà mình mặc quần áo ấy thì nhìn nó đẹp đẽ và nhìn nó sáng sủa hơn. Và video của mình thì cũng chỉ đến đây thôi, rất là ngắn gọn, cô đọng, nhưng mà hy vọng những chia sẻ này của mình có thể giúp ích được cho mọi người. Và rất mong là mọi người cũng có thể đạt được những cái hiệu quả giống như mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.